quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Kinh doanh và Pháp luật. Thưa quý vị khán giả, tình trạng hàng giả, hàng nhái hay hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Để đánh lừa người tiêu dùng, phương thức, thủ đoạn ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tinh vi và biến đổi liên tục, nhất là trên Internet, khi mà có đến 80-90% hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được tiêu thụ và mua bán ở trên không gian mạng. Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, quyền lợi của người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng lớn tới giá trị của các thương hiệu, của các doanh nghiệp đang làm ăn chân chính. Vậy đâu là những lưu ý và ứng xử cần thiết cho các doanh nghiệp trước thực trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử? Đó sẽ là những nội dung mà chuyên gia của chương trình ngày hôm nay cùng thảo luận và bàn bạc xoay quanh chủ đề bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Hơn ai hết thì doanh nghiệp mới biết rằng sản phẩm của mình đang bị xâm phạm đến mức độ nào. Xin được giới thiệu với khách mời đầu tiên, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Luật thì cũng quy định rất là rõ đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và hành vi xâm phạm nhãn hiệu nói riêng. Và xin được giới thiệu với khách mời thứ hai, luật sư Nguyễn Trần Tuyên, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Elite, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã cùng tới tham dự chương trình. Và để bắt đầu, chúng tôi muốn mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả cùng đến với một tình huống của chúng tôi. Xin mời. X là doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất phân phối các thiết bị âm thanh nổi tiếng có gắn nhãn hiệu A đã được bảo hộ tại Việt Nam. Thời gian gần đây, có một số cá nhân tổ chức đã sao chép làm giả các sản phẩm loa tai nghe mang nhãn hiệu A và lợi dụng uy tín thương hiệu của doanh nghiệp X để phân phối bán các sản phẩm này trên thị trường. Bên cạnh việc bày bán trực tiếp, các đối tượng này còn sử dụng công cụ mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng. Nhiều sản phẩm loa và tai nghe giả mạo nhãn hiệu của doanh nghiệp X được quảng cáo tràn lan trên mạng Internet với những thông tin sai lệch, được truyền thông mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Thậm chí nhiều quảng cáo bán các sản phẩm tai nghe giảm giá đến 70% để thu hút người dùng. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có chiến dịch giảm giá nào như vậy từ doanh nghiệp X. Cũng theo phản ánh của doanh nghiệp X, trên các sàn thương mại điện tử cũng xuất hiện nhiều các cửa hàng bán sản phẩm âm thanh gắn nhãn hiệu A của doanh nghiệp X, đa phần là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc. Mặc dù doanh nghiệp X đã làm việc với các sàn này để gỡ bỏ nhiều cửa hàng bán sản phẩm vi phạm, tuy nhiên không thể xử lý một cách triệt để, doanh nghiệp X đã sử dụng nhiều biện pháp, vừa là biện pháp kỹ thuật, vừa là biện pháp hành chính để đối phó với các hành vi sản xuất mua bán hàng giả này. Nhưng hành vi xâm phạm nhãn hiệu vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp X. Thưa vị khách mời, như tình huống mà chúng ta vừa cùng theo dõi thì các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, uy tín và nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ của doanh nghiệp để làm giả, làm nhái các sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp X. Như vậy thì căn cứ và cơ sở để xác định cái hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng này cụ thể là gì? Xin được mời luật sư Tuyên. Hành vi bị coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong cái trường hợp này ấy, thì luật sở hữu trí tuệ đã quy định rõ ở điều 129. Thì luật có quy định rằng là bất cứ một cá nhân hay một tổ chức nào mà sử dụng cái nhãn hiệu mà trùng hay là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ bị coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Và cụ thể hơn thì luật cũng quy định trong cái nghị định 65/2023 mới ban hành hướng dẫn cái luật sở hữu trí tuệ mới ấy, thì có quy định rõ là bốn cái yếu tố để cấu thành một cái hành vi xâm phạm. Thì cụ thể là sản phẩm xâm phạm phải chứa cái yếu tố vi phạm. Thứ nhất, thứ hai là chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu đang có hiệu lực, đang được bảo hộ ở Việt Nam. Cái thứ ba là phải có yếu tố xâm phạm chứa ở trong cái sản phẩm vi phạm đang bán và kinh doanh trên thị trường. Và cái yếu tố thứ tư là cái hành vi xâm phạm đấy phải diễn ra tại Việt Nam. Nghị định cũng hướng dẫn rất là cụ thể là cái hành vi mà kinh doanh trên mạng Internet nhắm vào người Việt Nam hoặc là có tên miền ở Việt Nam hoặc là bằng tiếng Việt thì cũng bị coi là hành vi xâm phạm xảy ra ở Việt Nam. Thế do vậy là khi có đủ 4 cái yếu tố cấu thành cái hành vi như vậy thì được coi là một hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
Bên cạnh việc mà những đối tượng này bày bán trực tiếp thì họ cũng có sử dụng công cụ là mạng xã hội hoặc là Internet để mà thông qua đó làm cái hành vi của mình. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Lê, ông có thể giúp chúng tôi đưa ra những cái đánh giá nhìn nhận về tính chất mức độ của hành vi xâm phạm, đặc biệt là liên quan tới môi trường mạng ạ? Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng sự phát triển của thương mại điện tử nó trở nên rất là sôi động trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Thương mại điện tử không những là giúp cho cái việc kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp là chân chính, nhưng đồng thời nó cũng là một cái miếng đất màu mỡ cho các cái tổ chức cá nhân có những cái hành vi kinh doanh buôn bán các sản phẩm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Có thể nói rằng là khác với cái phương thức thương mại truyền thống thì thương mại điện tử có tính chất ẩn danh, người mua người bán là không gặp trực tiếp nhau. Các cái sản phẩm hàng hóa là cũng được mua bán thông qua các cái sự giới thiệu và hình ảnh ở trên các cái trang thương mại điện tử hoặc là trên mạng xã hội. Chính vì vậy thì cái tính chất của nó phức tạp hơn so với thương mại truyền thống. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường cũng đã có rất nhiều cái hoạt động nỗ lực trong cái việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Và chúng tôi đánh giá đây là cũng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới. Vậy thì liệu những cái hành vi về sản xuất hay là phân phối hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp X này, của các đối tượng trên sẽ phải đối diện với những hậu quả về pháp lý cụ thể như thế nào ạ? Xin được mời luật sư Tuyên giúp chúng tôi phân tích. Luật thì cũng quy định rất là rõ đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và hành vi xâm phạm nhãn hiệu nói riêng. Thì khi mà một cái hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra thì chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền là đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan thực thi có thể xử lý cái hành vi xâm phạm đấy theo một trong ba biện pháp. Thì chúng ta đang có biện pháp hành chính, biện pháp dân sự và biện pháp hình sự. Về biện pháp hành chính thì sẽ là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ấy. Thì cái người xâm phạm nhãn hiệu, cụ thể là làm hàng giả, hàng nhái thì phải đối diện với cái mức hình phạt tiền là từ 500.000 đến 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Và đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt tối đa lên đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền là đề nghị là tịch thu tiêu hủy đối với hàng giả. Với hàng xâm phạm thì có thể gỡ bỏ yếu tố xâm phạm ra khỏi cái sản phẩm hàng hóa. Còn đối với biện pháp dân sự, cụ thể là khởi kiện ra tòa, thì có những cái biện pháp dân sự như sau. Thứ nhất là đề nghị chấm dứt hành vi xâm phạm. Thứ hai là buộc xin lỗi cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ ba là bồi thường thiệt hại đối với cái hành vi xâm phạm đã gây ra cho chủ sở hữu quyền. Thứ tư là thực hiện nghĩa vụ về dân sự. Ngoài ra thì chủ sở hữu quyền cũng có quyền đề nghị tòa là tịch thu hay tiêu hủy cái sản phẩm xâm phạm. Còn biện pháp hình sự thì chúng ta có quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự thì có quy định rõ cái tội về xâm phạm sở hữu công nghiệp, mà trong đó thì cái hành vi xâm phạm nhãn hiệu được coi là hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp. Thì đối với cá nhân sẽ bị đối diện với mức phạt tiền tối đa đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ tối đa đến 3 năm hoặc có thể bị tuyên phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và đối với cái tổ chức có cái hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp có thể đối diện với mức phạt tiền tối đa đến 5 tỷ đồng hoặc là tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh đến 2 năm. Vậy thì hiện nay cái thực trạng về hàng giả, hàng nhái hay là xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra như thế nào? Liệu sau một khoảng thời gian dài chúng ta đề cập đến câu chuyện này thì nó đã giảm bớt những hành vi đó hay chưa? Ông Lê có thể cho chúng tôi một cái bức tranh tổng quan không ạ? Bức tranh tổng quan về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian vừa qua thì rất là sau dịch Covid thì diễn biến rất là phức tạp. Như phần trước tôi cũng có trao đổi, sự xuất hiện của thương mại điện tử nó cũng là một cái miếng đất mới so với thương mại truyền thống. Chúng ta có thể thấy rằng trước kia thì hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó chỉ là các hàng hóa mà được nhập từ nước ngoài về. Nhưng hiện nay thì cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lại được sản xuất ngay cả trong nước. Tức là về cái mức độ nó cũng đã khác. Về cái tính chất thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là những cái mặt hàng mà có giá trị lớn mới bị làm giả, bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà những cái mặt hàng nhỏ, chẳng hạn như là cũng có lần Tổng cục Quản lý thị trường đã xử lý một cái vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với cái nhãn hiệu là Tăm VIP ấy. Từ que tăm rồi đi là người ta cũng đã có những hiện tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là cái tính chất của nó phức tạp ở chỗ là các cái đối tượng, các tổ chức cá nhân đấy vì cái lợi nhuận rất là khổng lồ
Ngoài ra thì nó đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng khi người tiêu dùng mua phải cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt đối với những cái mặt hàng mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng thì càng nguy hiểm. Với mức độ phát triển như thế cộng với sự phát triển của thương mại điện tử thì cái công cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là ở trong thương mại truyền thống mà sắp tới đây thì còn phải triển khai mạnh mẽ hơn ở trên thương mại điện tử và trên các nền tảng mạng xã hội. Khi mà sự xuất hiện của thương mại điện tử, của mạng xã hội cũng khiến cho bản thân những người tiêu dùng họ khó mà phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Trong khi đó, những cái hậu quả thiệt hại lại rất là nhiều cho cả doanh nghiệp chân chính và cho cả những người tiêu dùng. Vậy thì để hiểu rõ hơn nữa về những thực trạng này, chúng tôi cũng có tổng hợp một phóng sự muốn được mời cả hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả tiếp tục theo dõi. Xin mời quý vị ạ. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất, chuyên cung ứng các giải pháp giá trị ngành hàng cửa lưới, ngăn muỗi, côn trùng tại thị trường Việt Nam. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp này luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bằng cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Tuy nhiên, cũng như nhiều các doanh nghiệp khác, họ cũng không tránh khỏi việc bị các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng cách mạo danh, làm giả sản phẩm hàng hóa, phân phối các sản phẩm này trên các kênh khác nhau, đặc biệt là trên Internet, gây nhầm lẫn cho người dùng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, thương hiệu cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là thời gian vừa qua thì có một số đơn vị đã sử dụng cái hình ảnh, cái kiểu mẫu của chúng tôi để làm nhái, làm hàng giả. Các đối tượng đã sử dụng các hành vi như là lập các trang mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Zalo. Sau đó là đăng tải cái logo, thương hiệu, hình ảnh in trên các cái tài liệu bán hàng như catalog, phiếu thu chi, thậm chí là cả phiếu bảo hành. Đây chỉ là một trong số rất nhiều các doanh nghiệp đã và đang đối diện với tình trạng bị các đối tượng mạo danh làm giả sản phẩm hàng hóa, giả nhãn hiệu, giả kiểu dáng, giả chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường hiện nay. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lên tới trên 4.000 vụ, tăng trên 126% so với cùng kỳ năm 2022. Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù đã có các chế tài xử lý, tuy nhiên, quy trình xử lý vi phạm chủ yếu là phạt vi phạm hành chính, nên chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn. Trong khi đó, ý thức của một bộ phận người tiêu dùng chưa được nâng cao, thậm chí còn gián tiếp, tiếp tay cho các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Có một cái hiện tượng là hàng hóa, rất nhiều các cái shop hoặc là những cái người buôn bán hàng hóa trên đấy ấy, là bán những cái hàng hóa mà vi phạm cái quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm một cách rất là công khai. Ví dụ như là họ nói thẳng luôn là cái hàng này là hàng fake 1, fake 2 và cái fake 1, fake 2 thì nó rẻ hơn so với hàng chính hãng là bao nhiêu tiền. Rõ ràng là thương hiệu của các cái doanh nghiệp bị vi phạm rất là nghiêm trọng trên cái sàn thương mại điện tử và đặc biệt là cái tính lan truyền của sàn thương mại điện tử thì rất là lớn và cũng khó cho cơ quan chức năng kiểm soát được những cái giao dịch như thế. Đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, lợi dụng kẽ hở từ mạng Internet để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp. Thời gian gần đây thì có Cục An toàn thông tin tiếp nhận khá nhiều phản hồi các doanh nghiệp về tình trạng mà bị giả mạo các cái thông tin của doanh nghiệp gây mất các hình ảnh uy tín của chính doanh nghiệp đấy. Việc mà các đối tượng có thể tạo lập những cái website lừa đảo và sử dụng những cái hạ tầng từ nước ngoài, việc mua bán nó đang khá là dễ và có thể sử dụng các hạ tầng để xây dựng nên những cái website lừa đảo hay những cái công cụ lừa đảo thì hiện tại bây giờ cái việc đấy nó đang cũng với những cá nhân mà không cần đến trình độ quá là cao cũng có thể giả mạo được một cái thông tin của một doanh nghiệp nào đó. Bên cạnh đó, sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức, giữa các đơn vị liên quan cũng như sự chưa thực sự chủ động của chính doanh nghiệp là chủ thể quyền bị xâm phạm cũng là một trong những khó khăn thách thức đối với công cuộc chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền, nhất là trên môi trường Internet hiện nay. Khi phát hiện ra các cái hành vi xâm phạm ấy, đầu tiên là chúng tôi đã gửi thư cảnh báo đến các cái đối tượng xâm phạm. Thứ hai nữa là chúng tôi
phối hợp gửi các cái thông tin đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Cái thứ ba ấy, là chúng tôi đã tuyên truyền các cái dấu hiệu nhận biết về thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua các cái chương trình online và offline. Ngoài sự chủ động của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng xin kiến nghị sự chung tay mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước và người tiêu dùng để giảm thiểu cái vấn nạn xâm phạm sở hữu trí tuệ. Có thể nói trước thực trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cá nhân tổ chức liên quan, đặc biệt là người tiêu dùng để bảo vệ uy tín thương hiệu và quyền của các doanh nghiệp chân chính. Thưa hai vị khách mời, như phóng sự ngắn mà chúng ta cũng đã vừa theo dõi ở tình trạng hàng giả, hàng nhái hay là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn ra rất phức tạp. Vậy thì những cái khó khăn và thách thức đang hiện hữu đối với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, khống chế những hành vi này là gì ạ? Xin được mời ông Lê. Công cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì không phải bây giờ các cơ quan chức năng mới thực hiện. Chúng tôi đã thực hiện trong rất nhiều năm. Và qua từng thời kỳ thì những cái khó khăn, những cái hạn chế nó cũng có xuất phát từ những cái điểm khác nhau. Thứ nhất là cái lực lượng chức năng để mà đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó rất là mỏng. Tôi nói đơn giản như là lực lượng quản lý chúng tôi là một trong những lực lượng chủ công trong cái vấn đề đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cả nước mới có khoảng trên 5.000 công chức. Cái vấn đề thứ hai đó là cái phương tiện vật chất để chúng ta có thể làm sao để mà xác định được nhanh chóng cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền. Cái vấn đề thứ ba nữa là giám định, tôi nói đơn giản như là giám định về sở hữu trí tuệ thì lại phải đợi các cơ quan có thẩm quyền khác, chẳng hạn như là Cục Sở hữu trí tuệ hoặc là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận thì chúng tôi mới có căn cứ đấy để mà xử lý. Tuy nhiên thì có rất nhiều cái vụ việc thì khi đang xử lý thì lại gặp vướng mắc, chẳng hạn như là tranh chấp về quyền rồi hoặc là các cái đôi bên hợp tác với nhau để mà xử lý vụ việc thì dẫn đến việc là cơ quan quản lý nhà nước là rất khó khăn trong cái việc chấm dứt một cái vụ việc làm sao cho nó mang tính chất hiệu quả. Thế còn nói về nguyên nhân khách quan thì ở đây cái nguyên nhân khách quan đầu tiên ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống pháp luật của chúng ta về liên quan đến xử lý về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó vẫn chưa bắt kịp được với thời đại. Thì chúng ta thấy rằng là cái thương mại điện tử bây giờ nó là một điểm nóng rồi. Thì văn bản pháp luật phải điều chỉnh theo. Hiện nay thì cái việc quy định ràng buộc cái trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử là chưa có. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng thấy có một số cái bất cập mà trong công tác phối hợp nó cũng chưa được nhịp nhàng, dẫn đến cái hiệu quả nó chưa cao, đặc biệt là liên quan đến vấn đề là thanh toán. Khi mà lực lượng chức năng chúng tôi phát hiện ra những cái vụ việc kinh doanh ở trên mạng thì các đối tượng thường sẽ sử dụng thanh toán qua các nền tảng thanh toán trung gian. Tuy nhiên khi làm việc với các ngân hàng thì thường là chúng tôi không được sự hợp tác lắm. Chúng ta cũng thấy rằng là bản thân các doanh nghiệp đôi khi là sự phối hợp với lực lượng chức năng là còn hạn chế. Có những trường hợp khi mà chúng tôi phát hiện ra là hàng giả, hàng xâm phạm quyền, thông báo cho chủ thể quyền thì chủ thể quyền lại từ chối xác nhận, bởi vì là người ta nghĩ rằng nếu như sản phẩm đấy mà xác nhận là có hàng giả, người tiêu dùng sẽ nghĩ là cái sản phẩm bị làm giả nhiều quá, người ta sẽ lựa chọn sản phẩm khác. Và cuối cùng thì rõ ràng là ý thức của người tiêu dùng. Có rất nhiều trường hợp người tiêu dùng biết rằng mình đang chuẩn bị mua hàng giả, hàng xâm phạm quyền bởi vì nó quá rẻ. Còn về phía luật sư Tuyên, chúng tôi rất muốn lắng nghe những nhận định của ông liên quan đến các hạn chế bất cập về pháp luật, về quy định khiến cho cái câu chuyện này vẫn chưa được kiểm soát như là chúng ta mong muốn. Chế tài xử lý về vi phạm hành chính hiện nay là mức cao nhất đối với cá nhân vi phạm có 250 triệu đồng. Và với tổ chức là một công ty vi phạm dù lớn đến đâu cũng chỉ phạt được tối đa là 500 triệu đồng. Thì cho đến nay thì theo tôi cái mức phạt này hiện nó cũng chưa đủ tính răn đe. Một cái khó khăn nữa là đối với cái thủ tục khởi kiện dân sự ra tòa ấy, thì cái thu thập bằng chứng về hành vi đối với cái thiệt hại thực tế của doanh nghiệp mà có chủ thể quyền ấy mà bị xâm phạm ấy, thì rất là khó. Khi mà tòa đề nghị là phải cung cấp cái thiệt hại đấy là thực tế mà theo sổ sách và phải có chứng từ, thông thường chứng từ phải đòi hỏi là phải có hóa đơn VAT. Một điều nữa là đây là một lĩnh vực chuyên sâu ấy, việc mà chưa có tòa chuyên về sở hữu trí tuệ xử lý các cái vụ việc về xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng sẽ dẫn đến cái việc là cái thời gian xử lý kéo dài. Khi mà phát hiện hành vi vi phạm mà không nhanh ghi nhận lại cái bằng chứng bằng thủ tục thừa phát lại thì cái dấu vết vi phạm đấy nó biến mất.
Để khắc phục cái hạn chế trên thì chúng ta phải nâng cái mức xử phạt vi phạm hành chính lên cho nó tương xứng. Việc thực thi quyền đòi hỏi là chúng ta phải có công nghệ, sử dụng công nghệ mới có thể thu thập được bằng chứng, mới có thể đề nghị xử lý vi phạm được. Vâng, vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có những cách thức như thế nào để hạn chế tình trạng này? Và đồng thời ông cũng có thể đưa ra một số những khuyến cáo dành tới cho các doanh nghiệp để họ bảo vệ bản thân trước những cái hành vi xâm phạm của các đối tượng. Trước đây chúng tôi xây dựng các kế hoạch ngắn hạn thôi, nhưng năm 2021 chúng tôi có một kế hoạch dài hạn, đó là kế hoạch được ban hành kèm theo quyết định số 858 của Tổng cục Quản lý thị trường. Trong đó chúng tôi đưa ra các cái chỉ tiêu, những cái mức để mà phấn đấu đến từ nay đến năm 2025 thì tiến tới là 100% các cái siêu thị, cửa hàng thương mại và các cái cửa hàng tiện ích là không bày bán công khai hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và đặc biệt là đối với các cái sàn thương mại điện tử sẽ tiến tới là không còn đăng bày bán các cái sản phẩm là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đương nhiên là chúng tôi sẽ có những cái biện pháp như là ký cam kết rồi tuyên truyền vận động đối với các cái sàn thương mại điện tử. Đồng thời thì vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tham mưu trình chính phủ, được chính phủ đồng ý ban hành đề án số 319 với mục tiêu là chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi tiêu dùng trong thương mại điện tử. Thế việc để thực hiện đề án này thì vừa qua thì Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã tổ chức 3 cái hội nghị tập huấn để cùng nhau tìm ra những cái phương thức mới, cách mới để mà đấu tranh làm sao cho hiệu quả đối với hàng giả và bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Đặc biệt là tôi cũng hoàn toàn nhất trí là chúng ta bây giờ làm kiểm tra hay theo dõi xử lý trên nền tảng công nghệ thì chúng ta cũng phải dùng công nghệ để mà kịp thời phát hiện cũng như đảm bảo cho cái tính hiệu quả của công việc hơn. Và sắp tới đây thì Tổng cục Quản lý thị trường cũng sẽ tổ chức một cái diễn đàn khoa học công nghệ để các công ty công nghệ đến giới thiệu các giải pháp của mình làm sao để mà có thể chống hàng giả và bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng theo đúng cái chỉ thị của Thủ tướng, đó là làm sao mà định danh được người bán và truy vết được hàng hóa. Còn đối với các doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ quyền của chính mình đấy là một cái nhiệm vụ của doanh nghiệp, và hơn ai hết thì doanh nghiệp mới biết rằng sản phẩm của mình đang bị xâm phạm đến mức độ nào. Bởi vì trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái tín hiệu phản hồi từ thị trường và sẽ biết là cái sản phẩm của chúng ta hiện nay đang bị xâm phạm ở mức là mới chỉ về nhãn hiệu hay xâm phạm kể cả về kiểu dáng, kể về chất lượng, vân vân và vân vân. Và khi mà chúng ta phát hiện được thì phải hợp tác với cơ quan chức năng. Mặc dù câu chuyện này không phải là một câu chuyện mới và bản thân trên chương trình Kinh doanh và Pháp luật cũng đã có nhiều số đề cập tới vấn đề này. Thế nhưng mà với sự phát triển của xã hội, với sự phát triển của công nghệ thì có lẽ càng ngày những cái hành vi này cũng sẽ ngày càng trở nên tinh vi hơn và cũng sẽ cần sự chung tay của cả các cơ quan chức năng, của doanh nghiệp và đặc biệt là của người tiêu dùng để có thể tạo nên một cái môi trường trong sạch hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn dành cho cả doanh nghiệp và cho người tiêu dùng. Xin được một lần nữa cảm ơn cả hai vị khách mời. Thưa quý vị khán giả, chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì. Còn ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Lăng kính pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược trong kê khai giá thuốc. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo băng rôn từ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Thúc đẩy việc cho vay đối với các doanh nghiệp bất động sản. Theo Nghị định 88-2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 54-2017 hướng dẫn luật dược và Nghị định 155-2018 về điều kiện đầu tư kinh doanh, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược trong việc thực hiện quy định về kê khai lại giá thuốc được thực hiện theo quy định mới. Cụ thể, thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai lại giá thuốc, thông báo mức giá theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ kê khai lại giá thuốc. Chấp hành báo cáo về mức giá kê khai lại theo yêu cầu của quản lý nhà nước về giá thuốc để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra. Chấp hành việc kiểm tra thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có. Không được bán buôn bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai lại do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai lại.
phản hồi báo cáo trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu, chấp hành các hình thức xử lý về kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định 3808 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo băng rôn sẽ bao gồm các giấy tờ sau. 1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo băng rôn. 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. 3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo. 4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội. 5. Market sản phẩm quảng cáo in mẫu. 6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn. 7. Bản phối cảnh vị trí đất bằng quảng cáo. 8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 1376 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tiếp tục rà soát, có giải pháp thiết thực hiệu quả, thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, dòng tiền. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, có giải pháp khả thi, triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Thưa quý vị và các bạn, Mục Lăng Kính Pháp Luật đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hợp đồng được giao kết dựa trên cơ sở của tự do ý chí làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên. Tuy nhiên, nhà làm luật cũng đòi hỏi hợp đồng và tuân thủ một số quy định về hình thức nhất định. Thực tế cho thấy có không ít hợp đồng bị tòa án tuyên vô hiệu vì vi phạm quy định về hình thức, nhưng cũng có trường hợp tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức. Vậy hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức được xác định như thế nào? Các bên cần lưu ý điều gì để có được một bản hợp đồng hoàn thiện? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật sau với chủ đề Hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức, lưu ý pháp lý cho các bên. Kính mời quý vị cùng đón xem.